Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Sản phẩm ngày hôm nay em gửi tới mọi người đó chính là cáp lên kính liền motor phía trước của Ford Laser, sử dụng từ đời 2003 đến 2010. Nó là dùng chung với 323. Đồ của dòng xe này nó rất hay chung nhau, Ford Mazda 323 hoặc 626. Đây là cái mã của sản phẩm DZ3D gạch ngang 59 gạch ngang 560A01. Quy cách đóng gói của sản phẩm là sản phẩm được đóng trong một hộp với kích thước là chiều dài 57, chiều ngang 23 và độ dày là 6,5. Cái sản phẩm này thì dây cáp của nó liền motor không? Liền motor, liền dây cáp luôn, nó không có rời. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm motor lên xuống kính liền cáp của Ford Laser 2003. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.